Hello anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về dòng sản phẩm bàn phím cơ đến từ một thương hiệu quốc dân, đó chính là Acco, với phiên bản là PC75B. Điểm đặc biệt ở đây nữa, đó chính là phiên bản này sẽ được trang bị keycap Plus Year of Tiger dành cho năm 2022. Đầu tiên thì về form thiết kế, các phiên bản của Acco PC75B theo như mình thấy ở đây là một dòng sản phẩm được Acco làm khác đi khá nhiều so với form cơ bản của hãng. Các bạn sẽ có được một layout 75%, 81 phím và phần phím F thì được tách biệt hẳn ra và cụm phím chức năng và phím mũi tên được tách ra. Điều này sẽ giúp cho trải nghiệm sử dụng dành cho những người mới tiếp cận đến những bộ bàn phím cơ của Acco có thể làm quen được các sản phẩm được dễ hơn. Một điều nữa liên quan đến cái trải nghiệm sử dụng thì Acco đã trang bị thêm một nút tăng giảm âm lượng dạng núm. Ban đầu thì mình cũng khá hoài nghi về chất lượng xoay vặn, nhưng khi trải nghiệm thực tế thì cái cảm nhận của mình lại khác. Núm tăng giảm âm lượng ở đây có chất lượng hoàn thiện là rất chắc chắn, khi mà xoay sẽ không bị chua tuồn tuột, cảm giác vẫn có những cái khấc mỗi lần xoay. Tuy nhiên thì cái nút tăng giảm âm lượng ở đây được phủ sơn và được làm từ kim loại, thế nên về mặt lý thuyết sẽ rất dễ xước nếu như chúng ta sử dụng không chắc chắn và cẩn thận. Thì trên trang chủ của hãng, trang chủ Acco cũng khuyến cáo người dùng rằng cái nút tăng giảm âm lượng ở đây phải sử dụng hết sức cẩn thận. Thế nên các bạn nào mà muốn giữ cái sản phẩm của chúng ta luôn mới trong quá trình sử dụng thì hãy bắt nhẹ tay thôi. Một điểm nữa cũng liên quan đến thiết kế, đó là phần vỏ. Phần vỏ được sử dụng ở đây là vỏ nhựa PC. Acco nói rằng với loại nhựa mới sẽ giúp cho sản phẩm bền hơn và có khả năng xuyên led tốt hơn. Về mặt bền hơn thì chúng ta sẽ cần thời gian để kiểm chứng. Còn với khả năng xuyên led thì các bạn cũng có thể thấy ngay được ở trong phần đáy. Phiên bản Year of Tiger, phần nhựa ở đây sẽ là phần nhựa đỏ. Thế nhưng về khả năng xuyên led vẫn rất tốt để chúng ta có thể nhìn thấy được. Một số người sẽ thắc mắc rằng là phiên bản led được trang bị ở phần đáy thì có ý nghĩa gì. Theo mình thì việc trang bị led thẳng quanh cạnh viền này, nếu như mà sáng quá thì led sẽ ảnh hưởng đến quá trình khi mà chúng ta sử dụng bàn phím sẽ bị hất lên trực tiếp lên mắt. Còn nếu khi chúng ta sử dụng và led để hướng xuống đáy thì cạnh viền vẫn sẽ sáng, bởi vì led nó vẫn ở trong khu vực bàn phím, và cùng với đó là khi mà sử dụng thì led đã được hắt xuống bên dưới rồi, sẽ không gây khó chịu với mắt khi mà sử dụng nữa. Còn về thiết kế tổng thể bên ngoài, theo như mình thấy đây là một form khá tốt để chúng ta có thể sử dụng luôn để có thể gõ phím. Tuy nhiên thì Acco vẫn trang bị thêm hai kickstand để chúng ta có thể sử dụng. Hai kickstand đây thì sẽ có hai chế độ, một chế độ chỉ là nâng một chút thôi và một chế độ nâng rất cao để có thể sử dụng. Nhưng theo như mình thấy, nếu như bạn nào mà sử dụng bàn phím thì chúng ta chỉ cần cùng lắm là nâng một kickstand lên là đã có thể có một cái cách gõ bàn phím tốt rồi. Còn nếu mà nâng lên cao hẳn thì cũng hơi lạ đấy. Khu vực tiếp theo mình muốn nói tới cũng là phần liên quan đến cái trải nghiệm sử dụng thực tế, đó chính là phần bàn phím. Trước tiên thì sẽ là phần keycap, bởi vì đây là phần mà các bạn sẽ đặt ngón tay vào khi mà sử dụng. Phiên bản Plus Year Tiger là phiên bản đặc biệt dành cho năm con hổ. Phần keycap ở phiên bản này cũng sẽ những cái họa tiết đặc trưng đến từ năm con hổ, như chúng ta sẽ có hình hổ này, móng vuốt này, bàn chân và một số hình ảnh liên quan con cò. Tất nhiên thì phiên bản Plus Year Tiger sẽ là phiên bản dành cho người hàng xóm láng giềng chúng ta sản xuất, thế nên thì trông một số những họa tiết sẽ hơi lạ một chút, nhưng không sao. Quan trọng là chúng ta vẫn có một cái chủ đề đúng năm để dành cho những người dùng nào mà thích sưu tầm có thể sử dụng. Phần keycap của phiên bản Plus Year Tiger, ngoài phần họa tiết được làm riêng ra, còn về tổng thể của những phiên bản PC75B thì đều giống nhau, có chất lượng hoàn thiện là rất tốt. Phiên bản nhựa được sử dụng ở đây là nhựa PVD die sắp, tức là khi chúng ta sử dụng thì phần keycap này sẽ không bị bóng lên và cái phần họa tiết in lên đây cũng không bị mờ hoặc là bị bào mòn theo năm tháng nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Còn khi sử dụng sai cách thì cái keycap nào cũng sẽ bay màu thôi. Profile của cả bộ keycap ở đây được Acco gọi là GDA, và để cho các bạn dễ hình dung hơn thì cái profile này sẽ cao một chút khi so với profile của Cherry. Nếu như mà để một cách dễ hình dung nhất thì profile này chúng ta có thể gọi là profile OEM. Phần switch được trang bị trên phiên bản mình đang có đây là switch dạng linear và là phiên bản tên đầy đủ nếu như các bạn quan tâm thì là Acco CS Silver. Và nếu như các bạn nào mà không biết mà dễ hình dung hơn thì cảm giác gõ ở đây và cái cấu tạo sẽ gần giống với Red Switch. Và điều đặc biệt là những cái switch ở đây thì đều đã lúp sẵn, tức là từng switch một của Acco thì đã đều được bôi trơn để cái tăng cái sự mượt mà khi chúng ta đã bấm, cộng thêm với việc là cái form được silicon được lót ở bên dưới, thế nên cái cảm giác gõ tổng thể là rất tốt. Phím space trước giờ vẫn luôn là điểm yếu trên tất cả những mẫu bàn phím cơ stock. Nếu như phím space mà không được xử lý kỹ thì sẽ cho cái cảm giác gõ là hơi lỏng lẻo. Tuy nhiên thì Acco cũng đã có stop lại cái phần phím cơ space rồi để giúp cho cái cảm giác gõ được tốt hơn, sẽ bớt gây tiếng động va đập. Và tất nhiên thì nếu như bạn nào mà cảm thấy phím này mà stop chưa đủ thì hoàn toàn cũng có thể tháo ra và tự làm lại từ đầu theo ý của bạn, bởi vì những cái sản phẩm mà được gọi là stop sẵn để dành cho đại đa số người dùng thì một số người sẽ cảm thấy hợp, còn một số người thì sẽ cảm thấy khá là bình thường.
Và một điểm đặc biệt nữa mình rất thích những mẫu bàn phím cơ của Akko, đó chính là hỗ trợ tính năng hot swap để tiện trong quá trình các bạn có thể custom nhẹ lại, có thể thay thế switch này hoặc có thể là loop hoặc stop lại tùy theo ý các bạn. Các switch của Akko thì đều trang bị LED ở trên, thì LED phiên bản mình đang có ở đây là nhiều chế độ RGB. Về phần keycap đã rất nhiều màu sắc rồi, thế nên khi mà chúng ta nhìn vào cái hệ thống LED đây thì trong môi trường ánh sáng phức tạp thì rất khó để có thể nhìn được. Tuy nhiên còn trong môi trường ánh sáng tối và cộng thêm cái việc có LED gọi là vừa đủ sáng thì sẽ mang lại cái trải nghiệm gọn và sử dụng là rất tốt. Khả năng kết nối của PC75B cũng rất đa dạng khi mà cho tổng cộng là 3 dạng kết nối khác nhau, phổ biến nhất là cắm dây. Phần cắm dây được tặng kèm ở đây là cọng dây USB Type-C có tác dụng là vừa sạc cho bàn phím. Tuy nhiên thì cái phần màu sắc thì trông hơi buồn cười một chút. Thôi chúng ta sẽ chuyển sang những chế độ thông dụng hơn mà thú vị hơn, đó chính là khả năng kết nối thông qua Bluetooth cũng như là receiver 2.4. Về khả năng thông qua receiver, chúng ta chỉ cần thêm một cái đầu USB nhỏ cắm vào máy tính là đã có thể nhận luôn rồi. Mình sẽ nhắc đến cái tính năng khác, đó chính là về phần Bluetooth. Bluetooth ở đây thì sẽ hỗ trợ tổng cộng là 3 thiết bị. Tuy nhiên thì với phiên bản là Gear Tiger, phần keycap đây các bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái phần ký tự được in riêng và in kèm lên để chúng ta có thể phân biệt được rằng đâu là phím tắt sử dụng để dành cho chế độ Bluetooth. Và muốn sử dụng được tốt nhất thì các bạn cần phải mở sách hướng dẫn sử dụng ra, đừng vứt đi, hãy cầm lên đọc hết thì các bạn mới có thể sử dụng tốt được cái mẫu bàn phím cơ đến từ Akko. Thời lượng pin của sản phẩm thì sao? Nếu như bạn nào mà sử dụng không có LED này, tắt hết LED đi vào sử dụng thì mình nghĩ sẽ loanh quanh khoảng từ 10 đến 14 ngày sử dụng. Còn nếu khi mà bật LED lên thì một tuần các bạn nên sạc 2 lần để đảm bảo rằng là trong quá trình sử dụng chúng ta thì bàn phím không bị hết điện giữa chừng. Công tâm mà nói thì trong khoảng tầm giá từ 2,5 triệu cho đến 2,7 triệu tùy từng phiên bản thì mình nghĩ Akko đã thực sự cố gắng mang đến nhiều nhất có thể cho một mẫu bàn phím cơ stock. Theo bạn thì liệu những sự thay đổi và những cái điều mà Akko mang đến cho mẫu bàn phím cơ PC75B thì đã đủ thuyết phục để các bạn xuống tiền mua chưa? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video và dĩ nhiên đường link sản phẩm sẽ ngay trong phần mô tả. Hẹn lại anh em trong video sau.